nữa. Thôi đừng chụp vào đây nè. Vào đây, vào đây nhìn lên. Như vậy ra Đỗ Mạnh Cường. Dạ, anh lên ngồi dưới đây đi em chụp cho. Đang quay. Ở đây là cái vịnh mà. Cái vịnh nó kêu vậy. Ừ, cái vịnh không có sóng. Nhưng mà nó có thùng luồn nó quẩy. Rồi. Có thấy thùng luồn chưa? Con thấy nhìn thấy con thùng luồn chưa? Con thấy trên phim. Cởi cái nón nó đi Khang. Không có thùng luồn nha. Đâu? Đấy, đi chưa? Do núi hơn đẹp hơn rồi. Nó cắm lên chưa? Lên ba. Nếu mà mình đi trên đường mình cạn chuyện. Rồi, đi chưa? Về người yêu rồi, ảo rồi. Trên đảo nó tăng đâu. Không phải là không phải chính mình nữa. Rồi, giờ mình đi xuống cái nhà, mình đi nhà lên nhá. Mình xuống cái nhà nhá. Không phải vỡ đầu lên.